thì Samuel mới trả lời rằng: trước hết tôi sẽ tìm gặp Chúa Giêsu để cảm tạ Ngài đã cứu tôi. Kế đến tôi sẽ tìm gặp vị giáo sĩ đã đem tin lành đến cho xứ sở của tôi và nhờ đó tôi được cứu. Cuối cùng tôi sẽ đến để cảm ơn cái người đã tài trợ cho vị giáo sĩ này có đủ điều kiện đến quê hương tôi để truyền tin lành và nhờ đó tôi được cứu. Mấy anh vô thần nghe và lạnh tin không trả lời, không thể nói gì. Chúng ta cảm ơn Chúa, tôi không phổ thẹn một tin lành đâu, vì là quyền phép của Chúa Trời cứu mọi người. Nên xin Chúa ban phước cho quý bạn chị em sống bình an, thỏa vui với con Chúa, dòng thuần hay định, dòng lúc bình thường hay khi dịch lệ lên trong tối tăm. Và tin chắc là không để tâm thứ hai, Chúa sẽ ban lệnh thiên sứ bảo chi những chúng ta trong các đường của